Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh YouTube Tường Vũ Channel. Rất vui được gặp lại toàn thể quý vị và các bạn trong video ngày mùng 7 tháng 10 năm 2021. Chúng ta đang có mặt trên đường Nguyễn Hữu Cầu hướng đi về bên ngã ba đường Hai Bà Trưng các bạn. Ngày hôm nay thời tiết tại Sài Gòn có những cơn mưa nhỏ cho nên cũng hơi khó quay được nhiều ở tại khu vực thành phố Sài Gòn. Và hôm nay rất vui được chia sẻ với toàn thể quý vị và các bạn một khung cảnh bên chợ Tân Định của chúng ta. Ngày hôm nay thời tiết tại thành phố của chúng ta có nhiều cơn mưa rải rác ở nhiều khu vực khác nhau, có những cơn mưa nhỏ và có những cơn mưa khá lớn các bạn. Chính vì điều này cho nên Tường Vũ Channel cũng không có tiện để ghi lại nhiều hình ảnh ở những con đường xung quanh chợ Tân Định để gửi đến toàn thể quý vị và các bạn. Và chúng ta đang di chuyển bên đường Nguyễn Hữu Cầu là bên hông của chợ Tân Định các bạn. Hôm nay Tường Vũ Channel muốn chia sẻ đến tất cả các bạn hình ảnh gần ở trong khu chợ Tân Định này để xem thử là mọi người cũng như là các tiểu thương buôn bán ở tại bên trong lòng chợ như thế nào. Thì bây giờ xin mời các bạn chúng ta cùng chạy vào bên trong để xem như thế nào các bạn nhé. Mặc dù thành phố có nới lỏng giãn cách xã hội ở một số dịch vụ cũng như là một số hoạt động, tuy nhiên thì gần như là hầu hết các chợ truyền thống ở tại địa bàn thành phố vẫn chưa đi vào hoạt động chính thức các bạn. Chỉ có một vài bán nhỏ lẻ ở bên trong thôi các bạn. Đây là cận cảnh trực tiếp. Các quầy cũng rải rác, chưa có dấu hiệu hoạt động trở lại bình thường mới các bạn. Cũng có thể là do buổi trưa và trời mưa cho nên là nhiều cái sạp và buôn bán của nhiều tiểu thương bên trong đây cũng dường như là đóng cửa rất là nhiều rồi. Và hy vọng trong thời gian sắp tới đây thì những ngôi chợ truyền thống ở tại địa bàn thành phố của chúng ta sẽ dần dần đi vào hoạt động từng bước trong điều kiện thật sự an toàn. Như tất cả quý vị và các bạn cũng biết là các trung tâm thương mại, siêu thị mua sắm thì hiện nay chỉ đón những khách hàng có thẻ xanh Covid-19 thì mới được phép vào bên trong siêu thị để tham quan cũng như là mua sắm các bạn. Đây, các cái quầy hàng của hai bên ở bên trong lòng chợ Tân Định cũng đã được kéo xuống. Bên cạnh đó thì có một số sạp cũng mở cửa để mà buôn bán những mặt hàng cần thiết, mặt hàng thiết yếu cho người dân. Và đây là đường Hai Bà Trưng nhé các bạn. Chúng ta đang đi dòng ra đường Hai Bà Trưng. Do bởi thời tiết mưa rồi lại hết mưa, mưa rồi lại ngừng, cho nên Tường Vũ Channel rất khó thực hiện nhiều video bởi vì mưa nó tạt vào cái màn hình, cho nên là không có quay được các bạn. Các bạn vui lòng thông cảm giúp. Đây là trên đường Hai Bà Trưng hướng về bên chỗ ngã tư đường Võ Thị Sáu và Hai Bà Trưng các bạn. Và đây là trực diện ở mặt trước của cái chợ Tân Định của chúng ta. Phải đứng ngay chỗ cái trụ sở khu phố để trú mưa này, nó hơi bị tạt quá các bạn. Chờ một chút rồi mưa nó tạnh thì mình sẽ đi vào đường Nguyễn Hữu Cầu, sau đó vòng ở những cái đường bên trong nữa đi để xem thử là tình hình các tiểu thương bên trong chợ như thế nào. Còn lúc nãy mình đi nhưng mà do mưa cho nên phải di chuyển ra bên đây. Khu vực đường Nguyễn Hữu Cầu giáp với đường Hai Bà Trưng thì hôm trước cũng đã bị rào chắn ngăn lại, mình không có đi vào được các bạn. Nhưng mà ngày hôm nay sau ngày 30 tháng 9 năm 2021 thì tất cả các rào chắn chốt chặn sẽ đều dỡ bỏ hết để tạo thuận lợi cho người dân di chuyển trên địa bàn nội thành thành phố. Giờ mình sẽ đi
đi vào khu vực đường Nguyễn Hữu Cầu, một đoạn ngắn thôi các bạn. Tường Vũ Channel rất mong quý vị và các bạn xem video này vui lòng thông cảm giúp, bởi vì thời tiết không cho phép để quay được nhiều khu vực ở đây. Thì Tường Vũ Channel sẽ mời các bạn gặp lại ở trong những video tiếp theo, sẽ quay được đầy đủ hơn các bạn. Nhân tiện trong video ngày hôm nay, Tường Vũ Channel cũng xin gửi lời cảm ơn sâu sắc nhất đến với tất cả quý vị và các bạn đã luôn quan tâm theo dõi những video trên kênh YouTube Tường Vũ Channel. Và tất cả những lời góp ý cũng như là những sự ủng hộ rất là quý báu, chân thành của tất cả quý vị và các bạn trong và ngoài nước đã tạo thêm cho Tường Vũ Channel rất là nhiều động lực lớn trong việc làm những cái video để chia sẻ đến tất cả quý vị và các bạn. Để Tường Vũ Channel đi vào bên trong, bởi vì lúc nãy đi mà chưa có đi hết các bạn. Lúc nãy đi cái hướng cái đường song song với cái con đường này, cái hẻm song song với cái hẻm chợ này các bạn, cho nên mình chưa có quay hết để gửi đến cho các bạn xem. Hôm nay thời tiết mưa cho nên bầu trời không được sáng các bạn, dẫn đến là hình ảnh từ bộ chiếc nồi quay nó không được sắc nét, mong các bạn xem vui lòng mà thông cảm giúp ha. Đây, các cái quầy bán bên ngoài cũng có quầy vẫn mở cửa, rồi có một số thì đóng cửa các bạn. Hôm nay Tường Vũ Channel chỉ ghi lại một đoạn ngắn thôi, một đoạn ngắn xung quanh chợ Tân Đình thôi các bạn. Có thể nói chợ Tân Định này là một trong những ngôi chợ rất là nhộn nhịp và thu hút nhiều khách hàng đến đây mua, đặc biệt là tại người dân ở địa bàn quận 1 cũng như là ở quận 3 các bạn. Trong suốt hơn 4 tháng, Sài Gòn của chúng ta siết chặt các biện pháp giãn cách xã hội để kiểm soát tốt dịch bệnh Covid-19, thì hầu hết tất cả các ngành nghề trên địa bàn đều chịu ảnh hưởng hết các bạn ha. Đặc biệt là các cái ngành như là chợ truyền thống cũng như là dịch vụ du lịch, khách sạn, nhà hàng, quán ăn đều bị ảnh hưởng hết. Do đó ảnh hưởng đến trực tiếp người lao động mất việc làm, không có thu nhập và không có khả năng trang trải cuộc sống hàng ngày ở tại một thành phố nhộn nhịp và tốn rất là nhiều chi phí trong cuộc sống. Chính vì điều này cho nên sau khi thành phố nới lỏng giãn cách xã hội từ ngày 1 tháng 10 thì khá là nhiều bà con và những anh chị em lao động đã quay trở về quê . Bởi vì chúng ta cũng chỉ còn 2 tháng nữa thôi là kết thúc năm 2021 và bắt đầu chuyển sang năm 2022. Chúng ta đang có mặt trên đường Hai Bà Trưng các bạn ha, hướng về bên nhà thờ Tân Định. Một nhà thờ rất đặc biệt, nhà thờ có một nét màu mà không có thể nào nhầm lẫn vào ngôi nhà thờ nào khác. Ngôi nhà thờ có một màu hồng và cũng đã mới được sơn sửa lại rất là mới các bạn. Hiện nay nhà thờ Tân Định vẫn chưa cho những người đi vào bên trong, bởi vì giáo hội, đặc biệt là giáo phận thành phố vẫn chưa cho phép hoạt động nhiều, có giới hạn số lượng giáo dân đến đây, hình như là
một thánh lễ thì không quá 60 người tham gia các bạn. Và bên cạnh đó là yêu cầu phải có thẻ xanh Covid nữa thì mới được vào bên trong để tham dự thánh lễ hàng ngày. Chúng ta đang có mặt trên đường Hai Bà Trưng hướng về ngã tư đường Võ Thị Sáu. Và bên phía tay trái mà các bạn là bên những cái cây xanh xanh các bạn, đó là công viên Lê Văn Tám ha. Bây giờ mình rẽ tay phải vào đường Võ Thị Sáu. Trời là sắp chuyển mưa rồi các bạn. Có lẽ những hình ảnh thông tin vừa rồi cũng xin phép tạm gác lại video ngắn trên kênh YouTube Tường Vũ Channel ngày hôm nay. Xin cảm ơn các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi và ước mong được gặp lại các bạn trong những video tiếp theo ạ. Quý vị nào chưa đăng ký kênh Tường Vũ Channel vui lòng nhấn đăng ký và cho Tường Vũ Channel một like nhé. Tường Vũ Channel xin cảm ơn và xin chào tạm biệt.